chào quý khán giả, mình tên là Thuyền Thị Thích Nhung, đến từ nhà hàng Hồng Phú, món miền Tây. Tôi rất vinh dự đến tham gia các chương trình cuộc thi Hoa Thu Danh Nhân. Cô tôi đến đây là để nhằm giao lưu học hỏi các kinh nghiệm, kỹ năng sống từ các chị. Xin quý khán giả hãy bình chọn cho tôi số bao danh 1 không?